Xe đạp F3 bọn em xin giới thiệu các bác mẫu xe bánh 24 đủ lành đủ bền để cho các cháu học sinh cấp 2 đi học các bác nhé. Thì ở đây em đang có mẫu là California 230cc. Chiếc này thì nó được thiết kế là size bánh 24. Với size bánh 24 này thì nó thường phù hợp cho các bạn tầm khoảng 1m4 đến khoảng dưới 1m6 các bác nhé. Thì với chiều cao đấy thì các bạn học sinh tầm lớp 4, lớp 5 đến lớp 6, lớp 7, lớp 8 là các bạn có thể đi được chiếc xe này. Tại vì cọc yên của xe có thể nâng lên hạ xuống được khoảng tầm 15 đến 20 phân các bác nhé. Về chi tiết chiếc xe này em sẽ quay sát vào cho các bác biết. Đầu tiên thì chiếc xe này nó sử dụng khung nhôm rồi nhé, khá lành và bền, nó không còn sử dụng khung thép nữa. Thì với dòng khung nhôm này thì độ bền nó sẽ tốt hơn dòng khung thép các bác nhé. Đây là 230cc và phiên bản mới nhất năm 2024. Đó, thì nó có đầy đủ tem nhãn mác này cũng như là tem check chiếc đầy đủ các bác nhé. Và chiếc này là phiên bản màu xanh và tem cam. Đó, 230cc. Đây, khung nhôm này, thiết kế cũng khá là đẹp, lước sơn bóng. Đó, về độ lành bền thì con này nó được trang bị cho một bộ tay bấm Simolo EF500, 3 tầng đĩa trước và 7 tầng líp sau. Thì với dòng tay bấm của Simolo này thì nó khá là bền các bác nhé. Với dòng tay bấm của Simolo này thì nó khá là bền. Em phải đánh giá là cái độ bền của thằng Simolo này khá là ok. Tay lái của xe thì được làm bằng nhôm của California, cô tăng cũng bằng nhôm các bác nhé. Chiếc này có một cái khá là phù hợp với các bạn học sinh ấy, thì nó được trang bị đầy đủ chắn bùn trước này, cũng như là chắn bùn sau, cũng như là một cái giá đèo hàng rồi. Thì các bạn học sinh khi mặc quần áo đi học thì nó sẽ không bị bắn bẩn trời mưa, cũng như là có một cái đèo hàng các bạn có thể là để cái ba lô ở phía đằng sau, thì chiếc này nó khá là phù hợp. Đó, dòng này là dòng tầm gọi là chung chung, chứ nó không phải là dòng khung thép. Đấy, chiếc này thì đã sử dụng xăm lốp là Kenda rồi này, vành nhôm hai lớp này, cũng như là phanh đĩa bên kia, và được trang bị giảm xóc trước các bác nhé. Đó, đây là chi tiết của chiếc xe, em quay cho các bác xem để các bác nếu có nhu cầu mua cho các bạn con nhà mình, học sinh lứa tuổi từ khoảng lớp 4, lớp 5 đến lớp 7, lớp 8 thì chiếc này nó sẽ là phù hợp. Đùi đĩa của California cũng như là củ đế trước của Simolo Toley TZ, củ đế sau của Simolo Toley TZ. Đó, với những trang bị này thì em đánh giá độ bền khá là ok. Líp 7 tầng, phanh đĩa bên kia. Và ở đây thì chúng ta có một cái đèo hàng, cũng như là yên này thì mình có thể là mở ra, tăng lên hạ xuống rất là dễ dàng. Chiếc này thì hiện tại trong chương trình khuyến mại dịp 30 tháng 4 thì bên em đang bán với giá là 3.090.000. Tại vì dòng này nó khung nhôm rồi, đồ Simolo chuẩn chỉ rồi. Thế cho nên là chiếc này nó sẽ có độ vênh hơn các dòng khung thép các bác nhé. 3.090.000 để các bác sử dụng hữu một chiếc xe khung nhôm, bộ chuyển động Simolo cũng như chắn bùn, đèo hàng đầy đủ. Chiếc này thì bên em đang có 3 đến 4 màu các bác nhé. Chiếc này là màu xanh này, ở trong kia, đây, ở trong này thì em sẽ có màu đen cam cũng như là màu đen đỏ các bác nhé. Đấy, rồi một màu nữa em không nhớ nhưng nó thường nó sẽ có khoảng 4 màu. Đấy, các bác nào mà thích chiếc này mà cần mua xe cho con thì liên hệ với em qua số điện thoại em để trên đầu video. Em xin chào các bác ạ.